Xin chào quý vị và các bạn. Video ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục điểm qua một số thông tin nổi bật của mẫu đồng hồ nằm trong tầm giá chung nhưng lại sở hữu những chức năng thú vị và có thiết kế vô cùng bắt mắt. Và cái tên đó chính là Lobini Rep L16012-2911863. Dưới lớp kính sapphire cao cấp của chiếc đồng hồ là mặt dial với màu trắng thành lịch. Và ngoài cùng là phần lịch ngày với các chữ số Ả Rập từ 1 đến 31 thể hiện các ngày trong tháng. Và tất nhiên, ngắm nhìn mặt dial thì không thể bỏ qua điểm thu hút nhất. Đó chính là ô lịch Moon Face ở trên góc 6 giờ với hình tượng mặt trăng tròn và khuyết ở các thời điểm khác nhau trong tháng. Ngoài ra còn là sự điểm xuyết của các vì sao trên nền trời đêm xanh thẳm, tạo ra một điểm nhấn vô cùng ấn tượng trên mặt số. Các góc số nổi biểu thị giờ được mạ vàng và có thiết kế vót nhọn đơn giản. Tên thương hiệu và dòng sản phẩm của chiếc đồng hồ được in đơn giản trên mặt số ngay dưới góc 12 giờ với màu đen khá hài hòa. Bao bọc mặt số và lớp kính sapphire là phần vỏ đồng hồ, hay còn được gọi là phần case, được mạ vàng hồng sang trọng với các đường nét tròn mềm mại. Đi cùng với đó là chiếc dây da nâu khá dễ dặn. Đây cũng là một trong những sự kết hợp quen thuộc đến từ những mẫu đồng hồ sang trọng bậc nhất. Mặt sau được thiết kế lộ đáy hoàn toàn với sự hé lộ của cỗ máy cơ khí in-house Lobini bên trong. Nó dao động với tần số 28.800 bph cho thời gian chữ cót 42 giờ và có tích hợp tính năng lên cót tay và dừng kim giây chỉnh giờ. Sở hữu kích thước mặt rất vừa vặn 40,5mm, chiều dày 11mm